Cô giáo 3, sứ mệnh dạy học và tình yêu thương. Lần trở lại bục giảng đặc biệt, chiều mưa cuối tuần, cô giáo Nguyễn Thị Ba đi bán vé số về sớm hơn thường ngày một chút và tranh thủ nấu bữa cơm tối để lên lớp với sắp nhỏ. Căn phòng trọ chưa tới 15m² nằm trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thứ quý giá nhất của bà giáo già có lẽ là những tập sách đã nhuộm màu thời gian. Khi trò chuyện, trải lòng về cuộc đời mình, cô giáo Ba rất kiệm lời và không muốn nói nhiều về những việc mình đã làm. Cô bảo rằng, nghề giáo là niềm yêu thích và cô đã lựa chọn theo sự mách bảo của con tim. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm Sài Gòn vào năm 1968, cô được phân công về dạy ở trường tiểu học Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một cho đến năm 2003 thì về hưu. Năm 2012, biến cố ập xuống gia đình của bà giáo. Bà mất anh ruột ở tận Vĩnh Long, bản thân không lập gia đình nên cô từng có ý định vào trung tâm nuôi dưỡng người già để sống. Cô Ba đến cổng trung tâm, đứng ngồi lâu nhìn vào phía trong, thấy cảnh già buồn tẻ đến nao lòng, cô lặng lẽ quay về. Nghĩ mình còn cái nghề, còn niềm đam mê dạy học, với số tiền ít ỏi trong túi hơn 1 triệu đồng, bà giáo già quyết định thuê một căn trọ nhỏ, hàng ngày nhận vài em về dạy thêm tại nhà. Để có thêm chi phí mua sách vở cho các em, cô Ba đi bán vé số. Trên đường bán vé số hàng ngày, cô Ba gặp rất nhiều trẻ em không biết chữ, có em do nhà nghèo, em cha mẹ ly tán, cũng có trường hợp éo le vì không có giấy khai sinh nên phải đi bán vé số thay vì đến trường. Nhìn hoàn cảnh của những đứa trẻ, cô Ba đau lòng tự hỏi, vì sao tôi không làm điều gì đó để giúp các em có cơ hội thay đổi và phát triển tốt hơn? Trong ký ức, cô Ba nhớ lại thời gian trước đó khi tham gia nhóm từ thiện Sen Vàng gồm nhiều tình nguyện viên tại thành phố Thủ Dầu Một. Cô thường cùng nhóm đến thăm các hộ nghèo, tặng quà và hỗ trợ giúp đỡ những người khó khăn. Những trải nghiệm ấy đã khắc sâu trong tâm hồn cô, trở thành động lực thúc đẩy cô thực hiện sứ mệnh dạy học và tình yêu thương cho các em nhỏ mỗi ngày. Cô giáo Ba còn kể về những kỷ niệm đáng nhớ khi dạy học, những lúc được các em học trò đem quà, thư tới bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc đối với cô. Những điều này giúp cô thấy hạnh phúc và có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cô giáo Ba luôn kiên trì và nhiệt tình trong công việc dạy học. Cô cho biết mục tiêu của mình là cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục, giúp các em học trò có được tương lai tốt đẹp hơn. Cô Ba mong muốn những đứa trẻ mầm non tại những vùng nông thôn xa xôi. Cô giáo Ba, ánh sáng tương thân, tình thương trở lại lớp học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phú Cường, đơn vị quản lý lớp học, đã đón nhận cô Ba với sự cảm kích và hoan nghênh. Và chỉ trong buổi chiều đó, cô Ba bắt đầu buổi dạy đầu tiên. Sau 13 năm nghỉ hưu, bà giáo một lần nữa trở lại bục giảng. Dù lớp học ở đây chỉ có 15m² với gần 20 em học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5 với nhiều hoàn cảnh và độ tuổi, nhỏ nhưng luôn lấp đầy tình yêu thương và sự chia sẻ của bà giáo. Trước khi vào lớp, cô Ba xếp hàng điểm danh từng học sinh, sau đó là phần đánh giá và nhận xét bài tập của các em. Những em viết tốt và đẹp sẽ được cô khen ngợi trước toàn lớp, còn em yếu sẽ được động viên cố gắng thêm. Khi trời nhá nhem, căn phòng nhỏ lại rộn ràng bởi tiếng đánh vần của các học sinh lớp 1 và tiếng đọc thơ của những em lớp 5. Dù mắt đã kém đi rất nhiều, nhưng cô Ba vẫn cố ghìm viên phấn để viết lên bảng những dòng chữ đẹp nhất, nắn nót nhất để bắt đầu buổi học. Anh Nguyễn Phan Hoàng Tuấn, Phó Bí thư Đoàn phường và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phú Cường chia sẻ, từ ngày cô Ba đứng lớp, các em học hành tiến bộ hẳn lên, nhiều phụ huynh là công nhân cũng mang con em tới lớp học. Sứ mệnh của cô Ba không chỉ đơn thuần là dạy học mà còn truyền đạt tình yêu thương và sự tử tế. Bằng tấm lòng và sự cống hiến, cô đã tạo nên một môi trường học tập luôn đong đầy yêu thương và ấm áp tình người. Niềm vui sau mỗi ngày bán vé số mệt nhọc là buổi chiều đến với lớp học tình thương. Cũng bởi niềm vui có phần cơ cực ấy mà hơn 7 năm qua, bất kể ngày nắng hay mưa, đôi chân của bà giáo tuổi ngoài 70 vẫn ngày ngày đi bộ quãng đường gần 3 km từ nhà trọ đến Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng phường Phú Cường để lo cái chữ cho những mảnh đời khốn khó. Cô giáo Ba, sứ mệnh dạy học và tình yêu thương. Lần trở lại bục giảng đặc biệt, chiều mưa cuối tuần, cô giáo Nguyễn Thị Ba đi bán vé số về sớm hơn thường ngày một chút và tranh thủ nấu bữa cơm tối để lên lớp với sắp nhỏ. Căn phòng trọ chưa tới 15m² nằm trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thứ quý giá nhất của bà giáo già có lẽ là những tập sách đã nhuộm màu thời gian. Khi trò chuyện, trải lòng về cuộc đời mình, cô giáo Ba rất kiệm lời và không muốn nói nhiều về những việc mình đã làm. Cô bảo rằng, nghề giáo là niềm yêu thích và cô đã lựa chọn theo sự mách bảo của con tim. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm Sài Gòn vào năm 1968, cô được phân công về dạy ở trường tiểu học Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một cho đến năm 2003 thì về hưu. Năm 2012, biến cố ập xuống gia đình của bà giáo. Bà mất anh ruột ở tận Vĩnh Long,
bản thân không lập gia đình nên cô từng có ý định vào trung tâm nuôi dưỡng người già để sống. Cô ba đến cổng trung tâm, đứng hồi lâu nhìn vào phía trong, thấy cảnh già buồn tẻ đến nao lòng, cô lặng lẽ quay về. Nghĩ mình còn cái nghề, còn niềm đam mê dạy học, với số tiền ít ỏi trong túi hơn 1 triệu đồng, bà giáo già quyết định thuê một căn trọ nhỏ, hàng ngày nhận vài em về dạy thêm tại nhà. Để có thêm chi phí mua sách vở cho các em, cô ba đi bán vé số. Trên đường bán vé số hàng ngày, cô ba gặp rất nhiều trẻ em không biết chữ, có em do nhà nghèo, em cha mẹ ly tán, cũng có trường hợp éo le vì không có giấy khai sinh nên phải đi bán vé số thay vì đến trường. Nhìn hoàn cảnh của những đứa trẻ, cô ba đau lòng tự hỏi, vì sao tôi không làm điều gì đó để giúp các em có cơ hội thay đổi và phát triển tốt hơn? Trong ký ức, cô ba nhớ lại thời gian trước đó khi tham gia nhóm từ thiện Sen Vàng gồm nhiều tình nguyện viên tại thành phố Thủ Dầu Một. Cô thường cùng nhóm đến thăm các hộ nghèo, tặng quà và hỗ trợ giúp đỡ những người khó khăn. Những trải nghiệm ấy đã khắc sâu trong tâm hồn cô, trở thành động lực thúc đẩy cô thực hiện sứ mệnh dạy học và tình yêu thương cho các em nhỏ mỗi ngày. Cô giáo ba còn kể về những kỷ niệm đáng nhớ khi dạy học, những lúc được các em học trò đem quà, thư tới bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc đối với cô. Những điều này giúp cô thấy hạnh phúc và có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cô giáo ba luôn kiên trì và nhiệt tình trong công việc dạy học. Cô cho biết mục tiêu của mình là cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục, giúp các em học trò có được tương lai tốt đẹp hơn. Cô ba mong muốn những đứa trẻ mầm non tại những vùng nông thôn xa xôi. Cô giáo Nguyễn Thị Ba, ánh sáng đồng hành với học trò. Thường xuyên mua vé số và ủng hộ lớp học tình thương của cô ba. Anh Trần Văn Thiện, 39 tuổi, chia sẻ, mình rất cảm phục cô ba vì có những người như cô thì các bé mới biết đến con chữ. Cô rất tận tình, hết lòng chăm lo cho các bé nên tôi cũng muốn góp chút tấm lòng để con đường học chữ của các em bớt vất vả. Cống hiến cho cộng đồng, cô giáo Nguyễn Thị Ba là một trong 10 cá nhân được Trung ương Đoàn trao giải thưởng tình nguyện viên quốc gia năm 2020. Những tờ vé số đong đầy tương lai, cô giáo Ba dành tình yêu thương và tất cả những điều giàu có nhất cho những đứa trẻ kém may mắn ở lớp học tình thương. Phòng trọ nhỏ chỉ với 15m², cô ba chỉ còn một chiếc giường đơn, phần còn lại để gạo, bánh kẹo, sữa và nhu yếu phẩm khác cho học trò. Cô dùng phần thu nhập ít ỏi để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn trong xã hội. Hàng tháng, cô giáo nhận hơn 4 triệu đồng tiền lương hưu, nửa để trả tiền trọ, nửa còn lại để sinh sống. Cô sống tiết kiệm trong số tiền đó, tiền từ vé số cô dành cho việc mua dụng cụ học tập cho học trò và phần thưởng để khích lệ các em chăm chỉ học. Mỗi ngày, cô ba bán vé số từ 7 giờ sáng đến tận 23 giờ đêm, cô đi bộ qua đường phố, ngõ hẻm và quán cà phê. Thời gian gần đây, việc cô giáo dạy học miễn phí được biết đến nhiều hơn, nhiều người mua vé để ủng hộ. Cô cảm thấy đây là cơ hội để tăng thu nhập, cũng giúp đưa nhiều em học sinh nghèo đến lớp hơn. Cô ba đã bán được 240 tờ vé một ngày, thu nhập là 240.000 đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Ba, hành trình tương thân với học trò. Sau khi trang trải việc học cho các em, còn dư một chút, bà giáo lại mua gạo, mì tôm hỗ trợ các gia đình khó khăn và người bệnh trong xóm trọ của mình. Trong gần 3 năm qua, cô ba đã thiết lập một sổ tay ghi chép về 12 gia đình đặc biệt, tàn tật, bệnh tai biến, lớn tuổi neo đơn, trên địa bàn phường Phú Cường để định kỳ hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Với lòng nhân ái, bà giáo già muốn san sẻ, giúp đỡ người khó khăn khi cô có thể, chứ không phải đợi đến khi có dư của để. Hơn tất cả, cô còn quan tâm đến gần 20 đứa trẻ trong lớp học tình thương. Bên việc hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm hàng tháng, cô ba mong muốn các em không phải bán vé số kiếm sống và phải nghỉ học. Mỗi tối, sau khi kết thúc buổi dạy, cô ba không nghỉ mà đi mời người mua vé số cho ngày hôm sau. Bà giáo cố gắng gieo hạt giáo dục cho những mảnh đời cơ cực. Về đến nhà, trong cõi tĩnh lặng của con hẻm nhỏ, cô ba vẫn cống hiến thời gian để soạn giáo án, chấm bài và sắp xếp vé số cho ngày tiếp theo. Mặc dù 75 tuổi, đôi chân đã yếu, đôi mắt cũng không còn tinh anh, bà giáo già không thể là vị cứu tinh mãi cho những lứa học trò nghèo. Sau một lần tai nạn vào tháng 9 năm 2022, sức khỏe cô ba suy giảm. Bà giáo đã nghĩ đến việc về quê ở Vĩnh Long để an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, dự định của bà là sẽ tiếp tục dạy học đến hết năm 2024. Đến thời điểm đó, các em sẽ đã học xong lớp 5, đọc viết và tính toán cơ bản. Các em sẽ có cơ hội tốt hơn trong tương lai, không cần phải bán vé số hay làm công việc vất vả như trước. Dù ngày chia ly với bà giáo già đang đến gần, nhiều em vẫn cảm thấy tiếc nuối, nét buồn vẫn in sâu trong tâm hồn.